Bây giờ thì mình sẽ thử một miếng gỏi tôm nhá, cho các bạn xem nhá. Theo như cách dạy của đồng chí Cá Mập đây, bạn mình đầu tiên mình lấy tôm. Lấy tôm xong rồi sau đó sẽ cho cái gia vị vào. Trong này thì có cái chua này, riềng. Cái này là riềng này. Món gì nữa? À, đây tí cái lá. Cái này là mùi à, đúng không? Bên sau đó là sẽ đến các cái lá này. Tía tô. Mỗi thứ một tí thôi. Đấy, sau đó mình sẽ kém nó lại. Tôm này thì nếu mà tôm càng tươi thì càng tốt các bạn nhé. Tôm nhảy thì càng tươi càng tốt. Đấy, mình kém lại. Và đây là bù tạp này. Chấm bù tạp. Nếu bạn nào ăn được cay thì chấm nhiều, còn không thì chấm ít thôi, không là sốc lắm. Lên nào. Đúng rồi. Đó là dạ các bạn à. Nó hơi bị chảy nước mắt một tí. Nếu mà cay ấy thì là mình sẽ hít một cái hơi rượu này, nó sẽ đỡ bị sốc. Ok. Ăn xong thì các bạn nên nhớ là uống lấy một rượu. Vì là rượu tốt. Ăn gỏi thì nên uống rượu. Chanh Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình review cho các bạn xem một số các cái món ăn ẩm thực các bạn nhá. Hello anh em. Đây là món gỏi tôm các bạn nhá. Gỏi tôm thì ở dưới nó có đá này, đá để ướp. Đấy. Hôm nay thì là có gì nhỉ? Đây là nước cốt chanh để nhúng vào. Xa xa bên kia là đuôi bò và chim bò nha các bạn nhé. Nấy là còn gì nữa anh, bóng mùi đâu. Bên này là có lòng này, tôm này. Tôm này chắc là để nhúng lẩu. San mẹ hai nồi dấu anh. Nồi rau và tiết. Có con nào trứng yêu chưa? Còn cái này là đầu tôm chiên bột ạ. Chú bỏ bên ngoài cho anh nhé. Tôm trao dầu. Trao dầu với cả bột đúng không em? Này rất là giòn nha các bạn nha. Một ít dầu rồi, mình sẽ thử một miếng xem nhé. Thôi từ từ ăn xong gỏi đó em. Nó là ngon nhưng mà bỏ trong này nó bị ướt, cho nên mất giòn. Nhưng mà vẫn ăn được. Vị ổn. Chú miếng trước khi đi nhá. Ngon. Anh đi đâu á? Có hai mạng như thế à? Còn nữa nhưng mà càng ít càng tốt. Đeo ổn. Đây bạn Cá Mập, bạn đang gói thử nha, một món gỏi tôm nha. Riềng nhá. Có cả riềng. Chuối xanh nhá. Tía chua nhá. Tía tô này. Tía tô nữa. Rau húng này. Rau húng. Tí rau ngổ này. Chào em. Thầy chị mời em, đang ngồi em. Khám cho ăn. Bây giờ là ghém cho ai đây? Ghém cho anh Phận. Phận ơi. Phận à? Một đũa nha, chấm xì dầu một tạt. Ôi giời, quả này tao hồ mù tạp rồi. Một dịch đi tí bạn này. Ok. Anh ăn thử nào. Hello em. Nay xinh thế. Giật hết cả mình. Cảm nhận thế nào em? Ngon không? Ngon tuyệt vời không? Tuyệt vời. Mi bị chụp, anh chụp bằng méo. Đây là công đoạn nhúng tôm. Để nó chín đúng không? Bỏ cái đầu tôm nhá. Ngâm tôm vào nước chanh chua này. Ok. Tí là tí nữa là ra chương trình tính tiếp. Ok. Ok. Lẩu ăn gỏi cho bắt đầu men lẩu nhá. Ăn gỏi xong ăn lẩu à? Bây giờ thì mình sẽ thử một miếng gỏi tôm nhá, cho các bạn xem nhá. Theo như cách dạy của đồng chí Cá Mập đây, bạn mình đầu tiên mình lấy tôm.
Đấy, tôm xong rồi sau đó sẽ cho cái gia vị vào trong này thì có cái chua này, riềng, cái này là riềng này. Món gì nữa? À, đây tí cái lá, cái này là mùi à, đúng không? Bên sau đó là sẽ đến các cái lá này, tía tô, mỗi thứ một tí thôi. Đấy, sau đó mình sẽ ghém nó lại. Tôm này thì nếu mà tôm càng tươi thì càng tốt các bạn nhé. Tôm nhảy thì càng tươi càng tốt. Đấy, mình ghém lại và đây là bù tạp này, chấm bù tạp. Nếu bạn nào ăn được cay thì chấm nhiều, còn không thì chấm ít thôi, không là sốc lắm. Lên não. Vừa rồi. Đó là dạ các bạn à, hơi bị chảy nước mắt một tí. Nếu mà cay ấy thì là mình sẽ hít một cái hơi rượu này, nó sẽ đỡ bị sốc. Ok, ăn xong thì các bạn nên nhớ là uống lấy một rượu. Vì là rượu tốt, ăn gỏi thì nên uống rượu. Chanh, chanh là tốt, uống chanh tuyệt vời. Nó gọi là giái bò đúng không? Cà của bò. À, cà bò. Còn đây là cái khẩu súng của bò. À, khẩu súng bò. Toàn món ngon thế các bạn ạ. Để lâu sôi lâu. Đấy, để trần thì cần thịt sản. Giống như mà ngồi ăn bún chả với sóc ốc. Bảo đi mà ngồi ăn bún đậu mắm tôm thì em rớt rồi. Quá trời ngon luôn. Cái đây là cà này đúng không? Chấm thử và chấm gì đấy. À đây đây đây. Một ta thấy một canh mà. Ờ, chấm một canh. Ở nhà hàng em có hai đứa hiện tại đang rất là tăng động rồi. Cho nên đây chị không cần tăng động vậy đâu. Giòn các bạn. Thứ này này. Cái quá. Đi chơi cái chi thì cứ đi chơi với tao, mày cứ biết là chơi chơi mấy đứa nữa. Tao đã bảo đừng cho con Hương đi rồi, để tối mà anh em đi chơi thanh niên. Rồi, không nghe. Con đi ăn rồi đến người trước.